Thầy ơi, sao cái phản của em hay kêu quá thầy? Em có bị đau không? Dạ không. Chị đang đứng lên ngồi xuống hay là đưa chân ra trước sau lại kêu thầy? À nếu vậy thì các cơ bên chằng của em bị cứng hoặc bị ngắn, cho nên khi chuyển động nó cọ sát vào cái đầu xương chậu và xương đùi gây ra tiếng động. Bị vậy thì có sao không thầy? Bị ít thì không sao nhé, nhưng mà bị nhiều hay dẫn đến nhức mỏi nè, tê yếu chân. Có cái nào hết không thầy? Em làm giúp anh hai bài này mỗi ngày nhé. Một, đứng sát tường bắt chéo chân, nghiêng người đẩy hông về phía tường giữ 5 giây làm lại 3 lần giúp giãn các cơ bên cạnh đùi. Hai, chống trên cối dựa vào tường ép người về phía tường và nhấn người về trước làm lại 5 lần giúp giãn cơ đùi và dây chằng khớp háng. Em cảm ơn thầy, follow thầy là đúng đắn luôn á.